Thưa quý vị, chính quyền xã Việt Vinh, tỉnh Hà Giang đã di rời khẩn cấp 46 hộ dân với 170 nhân khẩu sau khi phát hiện khu vực này tiếp tục có nguy cơ sạt lở cao. Sáng 30 tháng 9, ông Nguyễn Đình Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cho biết, trước tình hình mưa lũ phức tạp gây sạt lở đất đá, lực lượng chức năng đã vận động di rời khẩn cấp 46 hộ dân với hơn 170 nhân khẩu đến nơi an toàn. Theo đó, những hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm đã được di rời đến khu vực thôn Thượng Mỹ, cách điểm sạt lở tại km 51 quốc lộ 2 khoảng 500 m. Hiện khu vực sạt lở đất tại km 49 quốc lộ 2 thuộc địa phận thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh vẫn chưa thể thông xe. Các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích. Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 29 tháng 9, tại km 51 quốc lộ 2, đoạn qua địa phận xã Việt Vinh, xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng, cuốn trôi ít nhất 4 căn nhà dân, một xe khách, một xe bán tải và 3 chiếc xe máy. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã huy động gần 400 người, gồm công an, quân đội, dân quân, lực lượng tăng cường, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, 5 máy xúc cỡ lớn, một máy xúc lật và 8 ô tô tải để san gạt, vận chuyển đất đá, tìm kiếm cứu nạn. Đến sáng 30 tháng 9, lực lượng chức năng ghi nhận có 3 người tử vong và mất tích tại khu vực sạt lở quốc lộ 2, trong đó một người mất tích do lũ quét tại thôn Thượng Mỹ và 8 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Thưa quý vị, bão Krathon hay còn gọi là bão Julian kết hợp với rãnh áp thấp trên biển Đông gây gió mạnh. Cơn bão này được nhận định là khá mạnh, mắt bão rõ. Cục Quản lý Thiên văn Địa lý và Khí quyển Philippines cho hay, vào hồi 5 giờ ngày 30 tháng 9, vị trí tâm bão Krathon, hay còn gọi là Julian, ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc, 122,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển Balintang, Kalayaan, Cagayan. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão tăng lên 155 km/h thuộc cấp 14, giật tới 190 km/h cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10 km và tiếp tục mạnh lên. Sức gió mạnh cấp bão lan rộng tới 560 km từ tâm bão. Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, trong ngày và đêm 30 tháng 9, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 19 đến 22 độ Vĩ Bắc, nối với cơn bão Krathon, dự kiến gây gió mạnh dần lên cấp 6 đến 7, giật cấp 9 ở phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, từ kinh tuyến 116 đến 120 độ Kinh Đông. Riêng phía đông kinh tuyến 118,5, đêm có gió mạnh cấp 8 đến 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Thêm vào đó, không khí lạnh gây ra gió mạnh, mưa dông. Tàu thuyền hoạt động tại đây vẫn chịu tác động của mưa gió, cần chú ý chú tránh. Nhận định về xu thế thời tiết xa hơn, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2024, có khoảng 4 đến 5 cơn bão hay áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông. Các tỉnh khu vực miền Trung cần rà soát các phương án, sẵn sàng ứng phó với mưa lũ cực đoan trong tháng 10 đến tháng 11 năm 2024. Thưa quý vị, chiều 29 tháng 9, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An Huỳnh Minh Phúc xác nhận có tình trạng giả mạo văn bản Sở Y tế tỉnh trên mạng và cho biết đã chuyển vụ việc giả mạo văn bản này cho công an xác minh làm rõ. Trước đó, trên không gian mạng xuất hiện quyết định giả mạo Sở Y tế tỉnh Long An với nội dung thành lập đoàn kiểm tra giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Văn bản giả mạo ghi đoàn kiểm tra có nhiệm vụ thông qua công tác kiểm tra để đánh giá việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra tổ chức triển khai các quy định về việc giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm do ngành y tế quản lý trên địa bàn tỉnh, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế, vấn đề còn bất cập, làm rõ nguyên nhân trách nhiệm cụ thể, kiến nghị biện pháp xử lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Trong quá trình hoạt động, đoàn kiểm tra được phép sử dụng con dấu của thanh tra Sở Y tế để triển khai công việc. Quyết định giả mạo nêu trên có dấu đóng mộc đỏ, chữ ký và đề tên Huỳnh Minh Phúc, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An. Trong khi đó, ông Huỳnh Minh Phúc hiện giữ chức Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An Huỳnh Minh Phúc khẳng định quyết định nói trên là giả mạo, người dân cần cảnh giác. Các văn bản của cơ quan nhà nước đều có ghi ngày tháng năm phát hành văn bản. Trong khi đó, các đối tượng cố tình không đưa ngày tháng năm phát hành vào văn bản với mục đích sử dụng lâu dài. Thưa quý vị, dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc đón không khí lạnh, trời mát kéo dài trong nhiều ngày. Trong đó, vùng núi, đêm và sáng sớm mùng 2 đến mùng 4 tháng 10, trời rét, có nơi dưới 16 độ C.
Điểm tin không khí lạnh và thời tiết nổi bật ngày 30 tháng 9 năm 2024. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ngày 30 tháng 9, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam và sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ cùng một số khu vực Tây Bắc Bộ từ sáng mùng 1 tháng 10. Gió sẽ chuyển hướng Đông Bắc cấp 3 trong đất liền và cấp 4 đến 5 ở ven bờ biển. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ trời mát, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có thể rét. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19 đến 22 độ C, vùng núi từ 17 đến 19 độ C và có nơi dưới 16 độ C. Tại Nghệ An, Hà Tĩnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C. Đêm qua và sáng nay, Bắc Bộ có mưa rào và dông, với lượng mưa lớn ở một số nơi như Tà Tổng, Lai Châu 101,6mm, Bản Ngần, Hà Giang 271,8mm, Hóa Thượng, Thái Nguyên 61,2mm. Từ nay đến đêm 30 tháng 9, dự báo mưa vừa, có nơi mưa rất to, với nguy cơ mưa lớn cục bộ trên 90mm trên 6 giờ. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, mưa lớn sẽ giảm nhanh. Vùng biển phía đông bắc Biển Đông có khả năng xảy ra mưa rào và dông mạnh, có khả năng xảy ra lốc xoáy. Cơ quan khí tượng cảnh báo ngày và đêm 1 tháng 10, gió mạnh cấp 6 đến 7, giật cấp 9 và biển động mạnh, sóng cao từ 4 đến 6 mét. Thưa quý vị, dự báo thời tiết thành phố Hồ Chí Minh hôm nay 30 tháng 9 trời nắng nhiều từ sáng đến chiều, nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ C. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh hôm nay 30 tháng 9 nhiều mây, trời nắng từ sáng đến chiều, về tối có mưa rào và dông một vài nơi, trong cơn mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 29 đến 34 độ C, độ ẩm tương đối phổ biến là 87%, mật độ bay là 98%. Dự báo chỉ số UV các quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh đều có chỉ số UV ở ngưỡng có nguy cơ gây hại ở mức trung bình. Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 30 tháng 9 như sau: ở Hà Nội có nhiều mây, mưa rào và dông, có nơi mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa rào đến mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa rào, mưa to đến rất to, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Sunday ở vòng 6 ngoại hạng Anh giữa Manchester United và Tottenham Hotspur, tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes của MU đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha va chạm với James Maddison bên phía đội khách. Sau trận đấu, thủ quân của MU đã có những chia sẻ về sự việc và cho rằng mình khá oan uổng. Bruno Fernandes nói rằng, ngay cả James Maddison khi đứng dậy cũng nói rằng đó không phải là thẻ đỏ. Anh cho biết nếu đây là thẻ đỏ thì tất cả phải xem xét nhiều tình huống phạm lỗi khác còn tệ hơn. Bruno nói không hiểu sao và lại không yêu cầu trọng tài xem lại pha bóng trên màn hình. Về phía Liên đoàn bóng đá Anh, FA, họ nói rằng trọng tài đã rút thẻ đỏ cho Fernandes vì phạm lỗi với Maddison và đã kiểm tra và xác nhận quyết định của trọng tài về hành vi phạm lỗi nghiêm trọng. Theo luật hiện hành của FA, hành vi phạm lỗi nghiêm trọng được định nghĩa là một pha vào bóng gây nguy hiểm cho sự an toàn của đối thủ hoặc có hành vi thô bạo quá mức. Nếu không kháng cáo hoặc kháng cáo không thành công, Manchester United sẽ mất Bruno Fernandes ít nhất 3 trận đấu nữa tại Premier League, gồm các cuộc đấu với Aston Villa, Brentford và West Ham. Sau trận thua trước Tottenham, MU đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng Premier League với chỉ 7 điểm sau 6 trận đấu.